tiếp tục nha. Trời vỏ luôn hả? Để cho mát này, đây cho mát nè. Vỏ này thôi chở bao nhiêu cho phỉ đã luôn, đâu vỏ kia. Chơi đâu nữa? Nấu sao mà 200 này hả? À. Để chạy nữa chạy xuống chở luôn. Như này mình ta chở ra cá sọt hả? Sọt thì lát chở cái sọt về dưới giùm đi. Vậy. Còn nào? Đó. Cuộc gì đó hả? Giờ là cái vỏ để lại đi lấy cái bị ra thôi nha. À. Lấy hộp rồi đây, lấy hộp rồi. Hộp rồi đây nè. Sáng có ông chuyện, có ông chuyện gấp chơi mới đi ông chuyện về đây chứ chạy xuống có ông rồi mà nó trễ tiếp thường thường lên hay có ông chuyện xuống đầu xuống tay chạy chết luôn tôi không có quái tôi bị con từ thiện với cô chú anh chị nhận con ăn nha. À, nhận con con năm giường năm người dạ, lấy ăn được nhiều lấy ăn buổi chiều luôn được lấy hai người hai hộp cũng được á mà ý là đừng có bỏ ra được à giờ mất tội chết lấy ăn hai người hai hộp cũng được nữa lấy ăn lấy bốn bị canh để buổi chiều ăn luôn cũng được mà đừng có bỏ nha. Rồi, cảm ơn. Lấy bốn bị canh cho. Bỏ nó vô ba. Mình tội. Rồi đem vô ra lại. Để nó con rắc lên. Rất cái thịt kia. Nó có hai cái canh hả? Dạ. Có một loại đâu hai. Cái canh này canh gì? Dạ nó một loại á, cái rau có cái không có rau, phải nước không? Dạ, cái nước nè, thích ăn nước đâu không. Cô chú anh chị nhận cơm ra, nhận cơm giùm nha. Có ai nhận rồi. Dạ. Ai ăn buổi chiều lấy buổi chiều thôi lấy luôn. Chiều đi về. Chú ăn cơm không? Con tự nhiên thôi.
Dạ. Dạ mắm nó cũng để lại đây nguyên chai ngoài mấy phòng không có cái chai mắm á. Đã xin ba rồi. Nằm tao lại để quay coi. Đi vòng vòng mấy cái phòng đó cô à, nó có cái chai mắm chay cũng để dán cái tờ giấy lên á. Cái phòng dưới đây có này, để qua để lại mấy cái phòng. Dạ. Chay. Chay mặn ăn được hết á. Trứng à. Trứng gà công nghiệp với lại đồ xào. Cho em sao? Cái nhỏ này chút hết rồi. Để đây lại. Dạ thì lấy giùm em luôn nha. Em lấy bỏ canh sâu. Dạ, cảm ơn. Dạ. Lấy một hả bà? Hả chị? Dạ. 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 Lấy canh giùm luôn. Đây em không chai. Lấy canh. Ăn cơm bác ơi. Ngủ rồi. Để đây. Rồi ra đi. Có người lấy để đây. Ăn cơm không anh? Hai người. Trong này hai người. Dạ rồi. Dạ. Canh nè không nè. Còn xuống ở dưới đi lấy thêm vị nữa. Cho bé này ngồi. Dạ. Còn ai nữa không? Lấy giùm tôi canh đây nè. Còn ai chưa có không cô? Thấy đông mà. Cô có rồi, trong kia có rồi. Cô có chưa? Đó, đây kia có rồi mà đây chưa có. Rồi vậy. Rồi. Dạ, dưới luôn bình nữa cô. Dạ. Canh cũng có hả? Dạ, canh ở ngoài. Dư thích trở về rồi. Thấy cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có từ thiện có ai nhận cơm ăn thì lấy nha. Có muỗng sẵn không? Ai có không? Nấu cơm giờ này xong là đi nấu hộp nấu 3 sáng giờ mới xong. Có ai ăn cơm ăn không ạ? Từ thiện ha. Cơm chứ. Hôm nay mấy? Hả? Mấy gì? Mấy gì đây phát định kia? Thứ năm là phát rồi chứ. Mấy mà phát gì không? Thứ năm là có cơm, thứ nào là có cơm. Ba nhà con ăn để nè nhé. Ăn thôi, canh cải. Được, hai ăn lấy chứ đâu. Tiện mà cho mà ai ăn lấy chứ. Vô canh nè, vô mấy canh này. Vậy ăn. Dạ, chan vô dễ ăn luôn. Để có bị luôn nè. Bỏ cái bị. Bỏ luôn bị vậy. Nè con mắm mắm còn để còn kia chứ. À có nước trắng. Con chay quy chay mắm để còn còn. Nhẹ tay bớt nha. Không hợp hả? Xin cảm ơn. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Ủa, chẳng thể không chị ăn con chứ. Cú nó lấy cho ta. Để thì nói cho em, chị lấy, thấy chị lấy á. Ơi tâm thần nha ơi. Đi xuống tâm thần. Good.